Xin chào tất cả các bạn yêu quý Kun. Đầu tiên là Kun xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn luôn quan tâm ở bên cạnh Kun, yêu thích Kun cũng như là giọng hát của Kun. Kun chúc mọi người sức khỏe. Nhân đây á, cho Kun gửi lời đến một số bạn mà không thích Kun. Thì ok, nếu bạn không thích Kun thì bạn đừng có xem clip của Kun nữa. Hoặc nếu có xem clip của Kun thì bạn cũng coi như là bèo dạt mây trôi đi, gió thoảng qua đi đi ha, chứ đừng có nên coi clip của Kun rồi xong rồi văng tục những câu nói không hay lắm. Thì thực sự là bạn tự bạn chửi rồi bạn nghe, chứ Kun đâu có biết bạn là ai đâu mà Kun phải nghe bạn chửi. Kun đâu có mặt ở đó đâu, đúng không? Nếu bạn cho rằng clip của Kun là xấu thì ok, bạn đừng có thắt khe nữa, đừng có quan tâm đến nữa nha. Rồi nhân đây một số bạn là đi cover clip của Kun á, hoặc là viết status không hay về Kun để mọi người có những ánh nhìn là không tốt lắm, thì đáng lẽ ra là Kun cũng chẳng có quan tâm đến đâu, bởi vì là cái thái độ của mấy bạn như vậy rồi cái suy nghĩ của bạn nó không có ảnh hưởng gì đến cái cuộc sống của Kun cả. Mỗi người có một cái cuộc sống riêng, một hoàn cảnh, một cá tính, một một sở thích riêng, đúng không? Kun không bao giờ mở miệng đi nói xấu một ai, cũng chẳng bao giờ phải ganh tị hay ga tô với ai cả. Bởi vì Kun nghĩ rằng á, chỉ có người thấp kém hơn mình, dở hơn mình, họ mới đi nói xấu sau lưng mình như vậy. Họ mới có những cái đặc điều không có hay lắm. Kun không có bàn về cái giọng hát hay là khả năng gì đó, bởi vì mỗi người có một cái khả năng riêng. Bạn đã nói rằng bạn block nick của Facebook của Kun rồi, không quan tâm đến Kun nữa, thì ok, cớ hàng gì mà mỗi lần bạn cứ thích cái status câu view để làm gì hả? Không có nên. Kun khuyên bạn thật sự á, bởi vì có những cái bạn may mắn hơn Kun nhiều lắm. Kun không có được nhiều bạn thật sự, bởi vì Kun chọn bạn mà chơi. Để mà chọn ra một người bạn hợp với mình rất là khó, hiểu mình cũng không phải là dễ. Chứ Kun không thích chơi bậy bạ tùm lum tà la nhiều người rồi mai tốt cả, thực sự. Mà cũng qua thời gian này Kun mới hiểu được ai là người tốt, ai là người xấu, ai là bạn, ai là bè. Ok, Kun chỉ nói tới đây thôi. Rồi mọi người yêu quý Kun à, thực sự là Kun cũng ngạc nhiên lắm á, ngạc nhiên vì mọi người đã quan tâm Kun nhiều như vậy. Ok, Kun không sao cả, Kun vẫn là Kun thôi, Kun không là ai hết. Và chắc chắn là Kun không làm gì sai, cho nên thực sự Kun cũng không có phải bận tâm nhiều lắm đâu. Mình hãy cứ sống tốt. Kun không nói rằng mình là quân tử, nhưng Kun sẽ không là kẻ tiểu nhân đi nói xấu, đi chửi bậy sau lưng người khác. Thôi bây giờ Kun theo yêu cầu của mấy bạn là Kun sẽ hát nha. Hát cho vào một số bạn mà thích Kun thì sẽ nghe nha. Từng giọt nước mắt giờ đây em không có làm được gì. Đến cuối cùng rồi thì ta cũng chia tay nhau thật rồi. Thì thôi anh hỡi, còn giây phút cuối ta hãy có bên nhau cười vui, nói cho nhau lần cuối đêm nay rồi thôi. Giờ em ao ước thời gian đêm nay kéo dài thật dài, để em được một lần ôm lấy anh yêu thương vào lòng. Dù rằng mai đây trở về bên ấy, anh đâu chẳng sẽ vui gì hơn, còn anh với những cô đơn ngày tháng sẽ trôi vô vọng. Thực sự là cảm ơn mấy bạn. Kun thì Kun hiện tại Kun chưa Kun vẫn còn ở lon, Kun chưa có người yêu. Cảm ơn tình cảm mà mấy bạn đã dành cho Kun. Tiêu chuẩn của Kun hả? Một số bạn hỏi tiêu chuẩn của Kun là gì thì Kun không có một cái tiêu chuẩn gì cả, chỉ cần là người đó hợp với Kun là Kun thích thôi.
cần hiền dễ thương rồi biết suy nghĩ đơn giản thôi, và đặc biệt là phải yêu thương Kun hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Ai cũng có quyền được yêu thương, ai cũng có quyền được được thích, được quan tâm, rồi Kun cũng thích như vậy. Kun yêu hòa bình và thích màu tím. Thực sự là con cũng có nhiều cái phải đáng bận tâm lắm. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà, đâu có ai là sung sướng, đâu ai là hạnh phúc hết đâu, đúng không? Nhưng cuộc sống mình sẽ cố gắng mình vượt qua thôi. Vì em nhớ anh rất nhiều, sao đêm nay vẫn lâu hơn mọi đêm. Nhiều năm qua chúng ta vẫn thế mà, mình em đêm nay vẫn lắng nghe mưa buồn. Thực sự là Kun thích hát cho mọi người nghe lắm, bởi vì Kun rất là thích hát. Kun đã ấp ủ giấc mơ của mình từ hồi còn nhỏ rồi, từ hồi nhỏ Kun đã thích trở thành ca sĩ rồi. Và hiện tại bây giờ Kun vẫn là Kun đã nói chung một phần là đã thực hiện được cái ước mơ của mình, là được hát cho tất cả mọi người nghe, được đứng lên sân khấu và được được hát. Đó là niềm ước mơ của Kun, chứ Kun không có thích được nổi tiếng, cho nên mấy bạn hiểu hiểu giùm Kun nha. Kun không thích được nổi tiếng đâu, Kun thích là một người nghệ sĩ thực thụ, để mọi người yêu yêu mình bằng cái khả năng thực sự của mình, bằng cái tiếng hát của mình. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người sức khỏe nha. Bye bye. Hẹn gặp mọi người một ngày nào đó tại một phòng trà nào đó mà Kun hát. Ok.